siêu phải không? Ngọc Nguyên phải không? Siêu mẫu phải không? Chắc biết cách chăm sóc da phải không? À vậy chỉ được mà phải không? Ok em. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì Super Q sẽ hướng dẫn những cái bước chăm sóc làn da đơn giản cho mùa đông nhé. Giống như mọi người đều biết đó, là miền Nam Cali của chúng ta thì cái thời tiết nó rất là thất thường, lúc nóng lúc lạnh, giống như là mọi người biết là thường là từ buổi sáng sớm á, cho đến khoảng 9-10 giờ sáng thì thời tiết nó khá lạnh. Nhưng mà đến khi mà từ 12 giờ cho đến 5 giờ chiều thì thời tiết bắt đầu thay đổi nóng nhiều hơn. Và đến tối từ 7 giờ cho đến khuya thì mọi người biết thì cực kỳ lạnh luôn. Chính vì vậy là làn da của chúng ta nó thay đổi liên tục như vậy, nó thường hay có tình trạng nó là breakout. Thì ngày hôm nay thì Super Q sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn những cái bước mà chăm sóc da rất là basic thôi, để chúng ta có làn da nó vừa đủ độ ẩm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào những cái bước đầu tiên. Ví dụ giống như là nếu mà Super Q thường hay trang điểm vào ban ngày thì với những bạn mà có mascara, đặc biệt là những cái mascara mà waterproof á, thì Super Q xin giới thiệu với mọi người là mọi người nên dùng baby oil. Tại vì Super Q thấy là baby oil là một cái sản phẩm vừa rẻ tiền mà lại rất là dễ đi. Tất cả những cái sản phẩm khác á, thì nó thường hay ở cái tình trạng làm cay mắt. Thì với baby oil á, thì nó đi rất là sạch tất cả những cái mascara, waterproof, không trôi cỡ nào nó cũng đi hết. Thì chúng ta sẽ lấy một cái lượng vừa phải ra một cái bông cotton như này ha, để lên mắt của mình. Mình đẩy nhẹ nó xuống như vậy. Tầm nhìn lên đi theo hướng này. Và bước kế tiếp là quý vị sẽ dùng cleansing oil. Tại vì các bạn biết đó là với cái làn da, đặc biệt là làn da khô mà chúng ta make up thường xuyên nhiều như vậy, thì chúng ta nên dùng cleansing oil. Nó sẽ lấy đi hết tất cả những cái lớp phấn son nằm sâu dưới lỗ chân lông. Chúng ta lấy khoảng 2 drop ha. Xong rồi chúng ta sẽ massage lên da mặt. Các bạn nhớ nhé là đặc biệt là vùng cằm nè, hai cánh mũi và phía trên này là thường là hay bị đọng phấn nhiều nhất. Bởi vì nếu mà chúng ta làm không kỹ á, chúng ta sẽ bị cái tình trạng là mụn dưới da, và da của chúng ta là sẽ bước tẩy trang cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì nếu mà các bạn không có tẩy trang kỹ thì da của quý vị sẽ ở tình trạng là mụn dưới da, bị nổi mụn rất là nhiều, và đặc biệt là qua một cái thời gian lâu thì da của mình nó sẽ bị sần sùi, không có đẹp ha. Nên khi vừa về nhà là quý vị phải tẩy trang ít nhất là hai lần tẩy trang bằng cleansing oil. Sau khi mình massage cho cái cleansing oil này thấm sâu vào làn da thì chúng ta dùng nước. Và một chiếc khăn khô tập thấm nhẹ. Sau khi mà đã dùng cleansing oil để tẩy trang sạch đi thì các bạn hãy dùng tiếp, đó là sữa rửa mặt. Thì tùy vào mỗi loại da khác nhau mà chúng ta dùng sữa rửa mặt khác nhau. Đặc biệt là vào mùa đông, da của chúng ta hay có tình trạng breakout. Chính vì vậy sữa rửa mặt cực kỳ quan trọng luôn. Nếu quý vị không biết cái cách mà chúng ta không biết nhận diện được làn da của mình mà chúng ta xài bất cứ sữa rửa mặt nào thì cũng sẽ gây ra tình trạng breakout cho làn da. Để như thế nào mình biết là sữa rửa mặt phù hợp với mình? Thứ nhất là cái độ pH trong cái sữa rửa mặt nó cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà quý vị rửa lên da mặt, nếu chúng ta cảm thấy cái độ ẩm ở trên da rất là vừa phải, da mềm vừa đủ, không ở tình trạng căng cứng, thì có nghĩa là sữa rửa mặt đó đã phù hợp với làn da của các bạn. Nếu các bạn thấy cái da của mình có tình trạng thay đổi rất là rõ khi vừa rửa sạch xong thì mọi người sẽ thấy nó căng lên, mọi người cứ nghĩ rằng là nó sạch, nhưng mà thường là 5 đến 10 phút sau khi mà chúng ta thấy nó khô là chúng ta sẽ thấy cảm giác là nó hơi breakout và nó hơi bị rát. Thì đó là tình trạng là da của chúng ta đang thiếu độ ẩm rất là nhiều. Vì vậy là Super Q xin khuyên tất cả quý vị là nên đổi cái sữa rửa mặt khác để cho phù hợp với da của mình nhé. Mình cũng lấy một lượng sữa rửa mặt rất là vừa đủ như vậy ra tay, cho một tí nước vô, tạo bọt trên cái sữa rửa mặt này. Và sau đó chúng ta sẽ rửa trên làn da của chúng ta.
cái khăn thấm rồi. Thì mọi người thấy sau khi mà Superkill rửa xong thì cái làn da mình kiểm tra bằng cách là mình nhấn nhẹ vô, mình thấy là nó không có tình trạng căng cứng thì cái sữa rửa mặt đó đã phù hợp cái làn da của mình rồi. Và cái này là cái trick riêng dành cho tất cả các bạn thôi, là mọi người nhớ nhé, là để ý giúp Superkill là những cái viền tóc này nè. Tẩy trang là thường là chúng ta hay quên mấy cái viền này lắm, và thường là mấy cái mụn nó nổi ở đây rất là nhiều. Chính vì vậy là chúng ta rửa mặt cũng vậy, là phải rửa sạch ở những cái phần chân tóc cho nó kỹ vô, rồi mình lấy khăn là mình lau cái phần chân tóc này đi, để cho gì là không có bị mụn ở dưới da ở xung quanh. Có nghĩa là bề mặt thì đẹp nhưng mà xung quanh là toàn mụn không thì kỳ lắm, nên là cẩn thận cái đó dùng Superkill nha. Sau khi mà rửa mặt sạch sẽ xong rồi thì chúng ta sẽ đi qua một cái bước gọi là tẩy tế bào chết, hay gọi là exfolio. Thì cái loại này á, là thường là Superkill xài là cái dòng của Jolly là để nó đi, nhưng mà với Superkill thì nó cái độ ẩm của nó giữ rất là vừa phải trên da. Với cái tẩy da chết á, thì cực kỳ là quan trọng nhé. Mọi người nên nhớ là vào mùa đông da của chúng ta thường với tình trạng breakout, chính vì vậy là nó sẽ sần, nó sần 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 khi mình make up. Đó là lý do tại sao mà không bao giờ ăn phấn. Nhưng mà nếu mà để có cái làn da mà mình đánh phấn vô nó ăn nhiều hơn, nó dễ ăn hơn và da của mình thì nó căng, nó bóng mịn hơn, thì mình thường xuyên một tuần ít nhất là 3 lần tẩy tế bào chết đi. Thì cái làn da chết ở trên cùng á, nó đi rồi thì các bạn mà xài tất cả những cái dưỡng da khác á, nó sẽ vô sâu vô làn da, cũng như là nó đi sâu vào được cái lỗ chân lông của mình và nó dưỡng ẩm nhiều hơn. Còn nếu chúng ta không tẩy da chết thường xuyên, da của chúng ta sẽ cho dù có dưỡng da cỡ nào đi chăng nữa, mua loại sản phẩm mắc tiền cỡ nào nó cũng không vô trong được. Tại vì sao? Cái bề mặt da của chúng ta nó sẽ như vậy nè, thì cái lớp sần sùi nó có sẽ nhiều tầng, nhiều lớp, lớp sần sùi trên cùng mà mình không lấy đi, nó cứ đóng ở trên này hoài, thì khi mà mình xài dưỡng da nó chỉ nằm ở trên đó thôi, nó không có đi sâu được vô làn da. Chính vì vậy là càng xài mình càng thấy là nó không có hết khô, mà da của mình đánh phấn không ăn. Thì đó là một trong những cái trick rất là nhỏ để mình bảo vệ làn da của mình nhé. Thì với exfolio thì mình sẽ lấy một cái lượng vừa phải lên da tay của mình. Cho tí nước lên, mình có thể là để tí nước lên da mặt hoặc là một chút xíu lên đây. Sau đó là mình tẩy. Mình massage nhẹ ở cái vùng cằm nè, vùng hai bên cánh mũi, vùng trán và vùng má thật nhẹ nhàng. Mình rửa bằng nước lạnh. Với chiếc khăn á, cũng vậy, là các bạn nên chỉ thấm nhẹ vô. Mình thấm như vậy trên làn da của mình thôi, đừng có chà. Tại vì chà như vậy á, là tất cả các cơ mặt của mình nó theo chiều nó đổ xuống là sẽ không có gứt. Một là chà với chiều điều kiện đi lên, hai là mình chỉ thấm nhẹ để cho nó thấm đi tất cả những cái nước ở trên da mặt của mình thôi ha. Thì Superkill khuyên tất cả mọi người là khi mà rửa mặt á, là chúng ta nên rửa mặt bằng nước lạnh. Bởi vì mùa đông là da của mình đã khô rồi, mà mình còn xài nước nóng nữa, thì mọi người có để ý rằng là khi mọi người tắm bằng nước nóng hay rửa bằng nước nóng thì là cái tình trạng của da của mình đó là nó sẽ khô hơn. Và ở người cơ thể mà nếu mình không dùng body lotion á, thì mình có cái tình trạng là da của mình sẽ bị ngứa. Chính vì vậy là mình nên những cái người nào tắm nước nóng thường xuyên á, nên là dùng body lotion để cho cái body của mình nó không bị ngứa. Da mặt thì mình nên rửa bằng nước lạnh. Thứ nhất là nó nhỏ lỗ chân lông, thứ hai nữa là nó săn lại tất cả các cơ da và nó không có tình trạng bị đổ, bị nhăn. Cái thứ ba là da của mình nó sẽ không có bị bung chóc nha. Thì đây là những cái bước chia sẻ về phần tẩy trang thôi, và chúng ta sẽ đi theo bước tiếp theo, đó là phần dưỡng da nhé. Các bạn cũng biết đó là mùa hè thời tiết của chúng ta thường là khô nóng, và chính vì vậy chúng ta không cần quá nhiều dưỡng da trên da mặt của mình, nó sẽ gây ra tình trạng là da mình bị đổ dầu. Vì vậy là chúng ta chỉ cần là dùng là toner và
serum trên làn da là vừa đủ. Nhưng với mùa đông thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Superkill sẽ hướng dẫn từng bước một để cho tất cả các bạn có thể có được làn da không bị breakout mà 3 lần được glow up trên da của mình nhé. Đầu tiên là cái bước cơ bản nhất cho tất cả các làn da là chúng ta nên dùng toner cho làn da. Toner thì mỗi loại da khác nhau, chúng ta nên dùng toner khác nhau để cho phù hợp với làn da. Với những cái làn da mà quá khô, quá mà bị breakout á, thì chúng ta là phải cần cái toner nó có nhiều cái dưỡng da ở trong đó nữa, hay còn gọi là lotion, nó gọi nhẹ nhàng là lotion. Thì chúng ta có thể xịt nhẹ lên làn da để nó cung cấp đủ cho độ ẩm cho làn da của mình. Nhưng các bạn nhớ nhé là thường người Việt Nam của chúng ta là không có cái quan điểm xài toner. Mọi người nói rằng là bước toner không có quan trọng, chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà các bạn à, là toner là một cái bước mà để cho nó dẫn tất cả những cái dưỡng chất đi sâu vào làn da của các bạn. Superkill khuyên các bạn là nên dùng toner mỗi ngày vào trước khi mình dùng dưỡng da nhé. Đó là chúng ta chỉ cần là xịt một cái lớp toner lên trước, hoặc là dùng cái cotton chúng ta bôi lên da mặt của mình thôi. Thì toner nó giúp cho làn da thứ nhất nhỏ lỗ chân lông, thứ hai nó làm mềm da, cái thứ ba là nó sẽ dẫn tất cả những cái dưỡng chất vô sâu làn da. Sau bước toner là chúng ta có thể dùng serum. Serum hay còn gọi là serum là một cái loại tinh chất đó. Nó rất là quan trọng trong tất cả những cái bước dưỡng da, thì serum rất là quan trọng. Thì serum á, nó sẽ nuôi dưỡng cái làn da chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Thí dụ giống như là da của chúng ta bị nhăn nheo đi, thì chúng ta nên có serum để nó làm gì cho cái làn da mình nó căng. Hoặc là serum làm sáng da, serum làm mờ nám, thì serum là cái bước ở giữa sau bước toner. Và với những làn da quá khô hoặc là bị breakout, mùa đông là không thể thiếu những cái dòng này, đó là dòng cream. Mọi người cứ nghe cream là chúng ta đã mường tượng được là dưỡng ẩm cho làn da, nó là một cái dạng mà đặc hơn. Và cream là nó sẽ cung cấp ngay lập tức cái độ ẩm cho cái làn da của mình. Thì trên tay của Superkill là sẽ có hai dòng cream khác nhau. Một dòng là Jolie cho 24 hour, là những cái làn da quá khô bung chóc này tại chỗ, khi mà chúng ta sức lên khoảng 3 ngày nó về lại da liền. Một cái dòng là Jolie của cream selective thôi, là dành cho da normal skin, là cái da nó chưa bị breakout. Thì mình dùng cái dòng này á thì nó dưỡng ẩm vừa phải. Nhưng với những cái bạn mà da đã bị bong ra rồi, thì là có nghĩa là da quá khô rồi, mình muốn cung cấp liền, thì Superkill recommend là chúng ta sẽ dùng cái 24 hour này nhé. Và sau đây là những cái bước để mình sẽ apply dưỡng da lên trên nền da mặt của mình. Thì các bạn sẽ follow theo cái cách mà Superkill làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái toner. Ta sẽ nhớ là sát nhẹ nó lên ha, xịt lên làn da. Đó. Sau đó là chúng ta để nó nhanh gọn lẹ, dùng cái quạt quạt. Cái này là Superkill quạt như vậy cho nó lẹ thôi. Đó, cho nó thấm nhanh như cái làn da của mình. Khi mà mọi người xịt cái toner lên làn da của mình, mình sẽ thấy được liền là cái da mình nó mềm ra và nó dễ dàng thấm những cái dòng khác lên. Và theo bước nữa đó là serum, chúng ta sẽ nhỏ 3 giọt. Đó, 3 giọt lên da. Lấy hai tay chúng ta là ba điểm lên. 3 giọt là trên trán, hai bên má và dưới cằm nữa nha. Thì cái serum của Jolie này, Lifting Infant, thì là dành cho những cái làn da trẻ. Đặc điểm của nó là làm căng bóng làn da thôi, và không có gây cho nếp nhăn. Và những bạn trẻ thì có thể dùng cái dòng này được. Sau bước serum thì chúng ta sẽ dùng dòng cream. Thì hiện tại thì da của Superkill là nó vừa phải thôi, không có quá khô. Thì Superkill sẽ dùng Jolie của The Jolie Selective.
Và sau bước dưỡng da thì một cái bước cực kỳ quan trọng mà Superkill muốn nói đến quý vị đó là kem mắt. Kem mắt thì sau 30 tuổi thì mắt của chúng ta không còn lung linh đẹp giống như 20 tuổi nữa. Chính vì vậy là kem mắt không thể là thiếu được. Quý vị sẽ dùng một cái lượng rất là vừa đủ. Bấm lên tay của mình như thế nào. Và Superkill dùng kem mắt của Jolie thì cái này nó có phytocell ở trong. Chúng ta sẽ chấm nhẹ vào vùng mắt và chúng ta massage nhẹ theo hình vòng tròn này 9 lần. Thì cái cách massage với cái kem mắt này á, nó sẽ làm tất cả máu huyết ở trên vùng da mắt của mình nó được lưu thông. Chính vì vậy nó sẽ hạn chế cái việc bị quầng thâm rất là nhiều. 9 cái xong rồi chúng ta sẽ đi lên 9 cái như vậy. Nhìn lên phía trên ha. 9 cái. Đó, như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta là không có bị nhăn là cái phần đuôi mắt. Đó là cũng là một cái cách mẹo rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái massage như vậy nó sẽ làm cho kem mắt đi sâu vào nó thấm sâu vào cái da mắt, và đặc biệt là nó tuần hoàn cái máu ở chung quanh mắt, nó sẽ không làm bị thâm. Và Superkill cũng recommend là với ban ngày thì mọi người không thể nào quên được đó là bước chống nắng nhé. Tại vì chống nắng cực kỳ quan trọng luôn, là cho dù mùa đông hay là mùa hè thì cũng như nhau hết, là chúng ta luôn luôn có nắng mặt trời. Nếu chúng ta không protect cho làn da, đặc biệt là làn da quá khô á, mà chúng ta không protect dưới sân á, thì dưới ánh nắng mặt trời nó sẽ làm cho cái làn da của chúng ta bị dark spot. Đó là lý do tại sao rất là nhiều bạn hỏi Superkill là Superkill ơi, tại sao mà da của mình hồi xưa ở Việt Nam mình không hề bị dark spot mà qua đây lại bị nhiều như vậy. Thì Superkill cũng xin giải thích luôn, đó là một cái trick rất là nhỏ. Đó là vì ánh nắng mặt trời bên này nó nóng hơn và nó gần với lại cái da mặt mình nhìn ấy, thì mình không thể nào mình nghĩ rằng là nó nóng nhiều như ở Việt Nam được. Nhưng mà cái nắng này gọi là vì da của mình khô nên nó sẽ chuyển thành dark spot dễ dàng hơn. Chính vì vậy là các bạn nhớ nhé, là dùng sunblock trước khi ra khỏi nhà. Và một cái trick nhỏ nhỏ Superkill sẽ hướng dẫn mọi người là như thế nào để cứu chữa cái làn da mà bong tróc trong vòng một ngày thôi. Ví dụ ban sáng mình thấy da của mình nó bong quá nhiều thì mình sẽ cái cách nào để mình cứu chữa nó được liền. Đơn giản đó là chúng ta hãy dùng một cái mặt nạ giấy. Mặt nạ giấy này thì các bạn có thể tìm ở tất cả những supermarket, nó đều có, giá thì rất rẻ. Là sau khi chúng ta bôi hết tất cả các dưỡng da, chúng ta sẽ đắp nó over lên, đi ngủ ở để khoảng 15-20 phút, tháo ra. Nhớ nhé, rất là nhiều bạn là bị một cái tình trạng đó là xài mặt nạ này, đắp xong đi ra rửa mặt rửa sạch xong mới đợi bôi dưỡng da lên, thì đó là không thể nào cứu được. Bởi vì khi mà mình đắp cái mặt nạ này á, là các tinh chất nó nằm trên da mặt, thì khi mình rửa là nó trôi hết cái tinh chất rồi, là có nghĩa là da của mình nó cũng không có tác dụng gì hết. Và mặt nạ không được để quá 20 phút. Nếu mà mọi người để quá 20 phút là tất cả những cái dưỡng chất á, là nó sẽ đi ra ngược lại và nó làm cho là không còn tác dụng gì hết. Chính vì vậy, để cứu chữa nhanh nhất cho làn da khô, mình bôi hết tất cả những cái bước kem dưỡng này xong, đắp cái mặt nạ này khoảng từ 15 đến 20 phút, tháo ra đi ngủ. Sáng hôm sau khi mọi người rửa mặt ra, mọi người sẽ thấy là cái da mình về độ ẩm ngay lập tức. Cái này là Superkill có thể làm guarantee cho tất cả mọi người rằng mình chỉ cần làm một lần thôi là nó sẽ đỡ ngay. Và đó cũng là cách mà Superkill cứu chữa làn da của mình trong lúc mà nó bị quá khô, quá crack out, hoặc là đi lên máy bay là cực kỳ quan trọng. Tại vì mọi người biết là khi mà mình bay đi từ nước này qua nước kia, cái da mặt của mình ở trên không á, nó sẽ rất là bị khô. Thì Superkill thường hay chăm sóc làn da của mình bằng cách là bôi hết kem dưỡng, đắp mặt nạ, và sau khi bước xuống máy bay, Superkill rửa mặt đi, thì cái da của Superkill nó rất là căng và rất là mịn mà nó lại không bị khô nữa. Mong rằng là những cái chia sẻ rất là nhỏ, những cái trick rất là nhỏ như vậy của Superkill thôi, tất cả những chị em của chúng ta sẽ không còn bị tình trạng breakout vào mùa đông nữa nhé.